trí nhớ thôi các bạn. Hiện tại tôi đang ở nóc nhà nhà tôi các bạn ạ. Hello, xin chào các bạn. Và đây là đường lên nóc nhà nhà tôi. Sân thượng. Chỗ phơi quần áo. Mấy giặt. Tôi leo lên nóc nhà tôi bằng cái đường này các bạn ạ. Đây. Leo cái thang này lên. Chắc tôi phải lấy cái đèn pin để cái đèn tích điện nha. Cái lối để tôi đi lên nóc nhà các bạn ơi. Hiện tại là tôi đang ở trên nóc nhà vào ban đêm. Sau này tôi sẽ review nóc nhà. Đây là lối vào nóc nhà nhà tôi. Đây. Cái đèn. Cái đèn siêu sáng luôn các bạn ạ. Để tôi cho chế độ thấp thấp hơn, chế độ lóa. Cái đèn này nó có thể chiếu được 8 tiếng. Nếu mà tôi có thể làm những thử thách gì trên nóc nhà thì tôi sẽ dùng cái đèn này. Cái đèn tích điện. Ok. Đây nóc nhà nhà tôi. Vào ban đêm các bạn nhá. Các bạn nào đã xem video trước thì mình có đăng tải nóc nhà nhà tôi thử thách ăn mì tôm vào ban ngày. Đây là vào ban đêm tôi đã chè lên đây và quay clip cho các bạn xem. Đèn. Đèn. Sáng chưa? Ok, tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan nóc nhà tôi nha. Đây là nóc nhà nhà tôi các bạn này. Wow, bên trong nóc nhà nhà tôi. Các bạn có ý tưởng gì hay về nóc nhà thì hãy comment dưới cái phần bình luận cho mình nha, để mình biết mình có thể mình làm những clip hay hơn ở nóc nhà tôi. Đây là gậy quay. Gậy quay phim tôi để ở đây. Kia là nóc nhà nhà tôi. Các bạn nhìn thấy không? Ngói này. Đây đúng là một gian phòng luôn. Trong kia là một gian nữa như thế này. Ý tưởng sắp tới tôi sẽ đầu tư thêm. Mà tôi có thể tôi sẽ làm một cái phòng livestream ở trên này, hay chim game hoặc là làm những thử thách cho các bạn xem. Ok, và bây giờ có lẽ thì tôi nên dừng clip tại đây thôi. Nếu các bạn nào có thích video này của tôi thì hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ tôi nha. Và có ý tưởng nào hay thì hãy comment để cho mình biết để mình có thể tham khảo được các cái ý tưởng của các bạn, mình sẽ làm những clip trên nóc nhà hay hơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Chào tạm biệt các bạn nhé.